Anh có cái ảnh này chưa? Anh không còn, không còn nữa. Thế à? Mở có ảnh nào tặng anh cái. Con không có à? Không còn. Cái không còn. Anh có cái này. Không, bà ơi. Bà. Cậu mở đấy. Bà để đây hôm nào cháu đi scan ảnh. Gửi sang bên bố cháu. Toàn. Này, anh ơi, hai anh em mình đẹp nhỉ? Ừ. Đẹp. Bố ơi, cái các cái ảnh này để hôm nào đi ra kênh ảnh gửi qua mạng sang bên đấy. Phải lên. Cho Quyền. Vận động viên công bằng. Cho Quyền. Cương này, Cương. Cương cái này thì đi Trung Quốc đấy. Cương. Con có thấy cái này không? Anh Thắng đấy. Bởi tháo cái này cho con mau trở về nhé. Không bà ơi, bà. Bà cứ để hết, để hôm nào cháu đi scan ảnh cháu gửi mạng cho bố cháu ở bên đấy, bố cháu cóp ra, bố cháu sửa ở bên đấy được. Đấy. Thì có thì ấy luôn, chứ mình gì phải cây rửa. Thế bây giờ ấy thì lại mất cái ảnh này thì ở ở bên bố cháu không? Cần anh thôi mà, em gái của bà. Cần anh thôi. Mà giờ. Biết chứ vui là một chút không? And this one is a V. The one by V. Yeah. The one.
Em hiếu rồi cái bé này. Kéo đi. À, hiếu. Để của nó bao nhiêu đấy? Anh có. Đặt tiền lên trên. Lên trên rồi. Trên cái này là năm 86 đi. Đến dưới. Đọc lên giúp em có chiến sĩ. À. À, chưa được chiến sĩ thì không thấy được phần. Ông triển. Ông triển bắt thân của cậu. Là friend of my father. Ông chết rồi anh Thắng ạ. Ông chết trước cậu. Không mất lâu rồi. Dung. Mà bé thương của Vân chứ phải không? Ừ, rồi, nhớ kìa. Ờ, nhớ tóc dài. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Tôi có cái con chụp những mấy đứa bé, đứa mà ở cái cùng như gọi là... Thế của anh Thắng đấy. Ờ. Cái ý. Đấy. Cái ý con gì thư. This me. This one. Come on, anh. Ờ, this one. Lên ơi, lên lên lấy hai quả cùng ăn ngon đưa bác xem đi. Bác chưa đưa hai quả đá bóng to to ấy. Bên anh. Không phải thay. Cắt cho chị anh để cả bún to thế này.